Em ngoài cảm thấy mắt to mắt nhỏ. Nay thì tiếp tục là những video về Squishy tô màu. Hôm nay mình sẽ làm Squishy cosplay. Đây một em này là trước đó chị đã tô màu vàng, màu đỏ và màu chocolate. Hôm nay thì chị sẽ tô màu em Squishy này thành cầu vồng. Và các em cũng theo dõi nha. Đầu tiên thì chị cũng cần chuẩn bị màu. Hôm nay thì chị cũng chuẩn bị màu trước rồi. Đây chị có 6 màu: đỏ, vàng, xanh, tím. Trước khi tô những màu đó lên, chị sẽ cho một phủ lớp bên ngoài màu trắng để cho chiếc xe của mình nó có màu trắng xinh, nó đẹp. Nhưng để có sao màu trắng thì chỉ dùng màu trắng pha và nước chấm nguyên họ lần thì chị pha để chị cho phủ đều lên cái bánh đã mặt cây mặt trứng và mặt bề nào cái bánh mình sẽ phủ màu trắng kín. Khi mà tô cây sữa thì em phải đợi nó trong vòng 10 đến 15 phút tô đi cái màu. Nếu mà để dưới cái quạt thì sẽ nhanh hơn. Đây, sau khi cô nước từ dưới thì chị bắt đầu tô cái đẹp lên. Và chị sẽ nhắc lại đây là những bước mà chị làm ra là em không chờ đợi nha. Sau khi đợi khô xong thì chị bắt đầu tô màu cho Squishy cosplay này. Đây thì chị sử dụng màu đỏ. Cầu vồng thì nó có 6 màu mà. Chị đã dùng 6 màu là đỏ, màu hồng, màu xanh, màu vàng, đậm hơn màu tím. Chị sẽ làm 6 đường như vậy. Đầu tiên chị làm màu đỏ trước. Thì cái này của mình chị đã làm một lớp màu trắng rồi đấy, nhưng mà màu nó đang rất là nổi. Và tiếp theo thì ra cho các em. Rồi chị sẽ tô cái màu xanh lấp cái non này lại dưới cùng chị chết chữa tôi rồi. Nhưng mà sau đó thì thấy cái tem cái màu đỏ nó vẫn còn chỗ thì chị sẽ dùng màu vàng tô cái tem cùng lại. Sau khi tô một mà cầm một màu tôi thì sẽ lấy vỏ qua cái tạng nha. Chuẩn bị con giấy hay là xanh gì đó để mình tô cái cọ để cái nước đục quá nó không có bị ở trong cọ mà nó làm cho cái màu không được hay. Đây thì mình sẽ chấm những hộp thường thường có một mình là hình dài đó. Đây chị sẽ chấm hình tròn, chị sẽ dùng những cái màu mà mình vẽ vào vòng nãy điểm lên trên. Làm như vậy cái bánh mì xong nó cũng bị đơn giản, nó đẹp hơn rất nhiều lần. Chưa ra thôi, bây giờ chị để khô đi nha. Đó, đây là khô. Nó đẹp thật dữ rồi, em sẽ tiếp theo cho các em xem nha. Đẹp không? Đúng không? Chị rất là thích bánh này luôn á, nhìn nó rất là có màu sắc không? Đây. Bốt nó rất là mềm tay. Đây, mới đầu thì nó là màu trắng. Hai Squishy màu trắng nhé, chị mở cho nó.
bắt đầu đi tìm là muốn ăn gì rồi. Thôi em chỉ xong bài. Các em có cái bánh display thì tôi có đẹp không? Mẹ cái chị biết nhưng mà nhớ like nghe này, nhớ ủng hộ địa chỉ cho sản phẩm tới và đăng ký kênh của địa chỉ nữa. Bye bye.